Chào các bạn, ở đây thì mình đang có một cái loa mới của hãng Braven mang tên là BRVHD. Thì đây là chiếc loa lớn nhất trong những cái dòng loa Braven Outdoor. Ở đây chúng ta có một chiếc loa với thân hình rất là to tướng và cái hộp nó cũng khá là to. Một tiếng nữa mình sẽ mở ra để các bạn xem chiếc loa nằm trong như thế nào. Và cái điểm đặc biệt của chiếc loa này, ở một số điểm đặc biệt chúng ta có cái chuẩn IPX3, tức là chúng ta có thể đi ở ngoài mưa hoặc là những cái điều kiện ẩm ướt được vô tư, không có vấn đề gì cả. Chúng ta còn có thêm những cái công nghệ âm thanh mà Braven họ trang bị cho chiếc loa này, như là công nghệ SRS World HD để chúng ta có được nghe âm thanh vòm tốt nhất. Chúng ta còn có thêm chuẩn IPTX thông qua kết nối Bluetooth để chúng ta có những bài hát với âm thanh tốt nhất. Và ngoài ra là cái lượng pin lên đến 8800 mAh, chúng ta có thể sạc được cho cả tablet và phone. Thì lượng pin này rất là lớn đối với một chiếc loa. Và hãng cho biết thì chiếc loa Braven BRVHD có thể chơi nhạc liên tục 28 tiếng. Khi mà chúng ta sạc đầy, chúng ta có thể mở suốt 11 ngày mà không có lo mà nó hết pin. Ở phía xung quanh chúng ta sẽ có những cái thông tin của chiếc loa này, như mình vừa mới giới thiệu với các bạn. Đây, ở phía sau chúng ta còn có thêm những cái thông tin khác về cái việc chúng ta có thể chống nước, với cái việc chúng ta có thể làm rơi rớt nó, bởi vì nó chống sóc cũng khá tốt. Ngoài ra còn có thêm cái tính năng nó là pair hai cái loa lại với nhau để chơi nhạc. Thì tí nữa mình sẽ thử để các bạn xem tính năng này nó chạy như thế nào và cái cách để setup nó như thế nào. Ngoài ra các bạn còn có thể lên Facebook, trên website của Braven, trên Twitter, Instagram hay là trên kênh YouTube của Braven để xem những thông tin khác về sản phẩm này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui hộp cái Braven BRHD để các bạn xem. Thì cái hộp này nó khá là nặng, bởi vì cái loa này một trong những cái loa lớn nhất của dòng outdoor. Ở đây chúng ta vẫn có cái câu slogan của hãng đối với cái dòng outdoor, hãng là The World's Most Talented Speaker. Bên trong chúng ta sẽ có chiếc loa. Thì ngay khi mà các bạn mở hộp ra, các bạn sẽ thấy ngay được cái điểm đặc biệt của chiếc loa này. Đó là họ ràng hai cái dây ràng ở hai bên này để chúng ta có thể lấy ra. Với cái cách thiết kế này rất là lạ mắt, thì mình sẽ mất tí thời gian để mình mở cái này ra. Các bạn chờ một tí nhé. Vì đây là một chiếc loa cao cấp nhất của dòng Braven, cho nên cái cách đóng gói cũng thấy là rất là khác so với những chiếc loa mà trước đây mình đã từng khui và giới thiệu với các bạn. Bây giờ mình sẽ mở nó ra như thế này. Mình bấm hai cái nút này, bấm nó ra và mở một bên, rồi hai bên. Sau đó chúng ta sẽ lấy hai cái dây này ra, rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi mở nó ra. Bên trong chiếc loa BRHD của Braven. Nhưng mà thấy là cái kích thước của nó rất là lớn nhất trong tất cả những chiếc loa mình đã từng giới thiệu với các bạn hiện trước đây. Thì tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn về cái loa này, vì nó nặng quá, mình bỏ đây. Ở bên trong chúng ta sẽ có một số những phụ kiện kèm theo. Đây là cái owner guide dành cho cái Braven 805, 1001 và BRVHD. Đây là ba cái dòng loa cao cấp của Braven trong dòng outdoor. Bên trong chúng ta sẽ có một số những phụ kiện kèm theo. Ở đây mình có những cái đầu kết nối, đầu ba chấu. Ở đây còn có thêm hai chấu xéo, hai chấu tròn và hai chấu dẹp. Và cùng với đó là một cái adapter. Cái adapter này cho cái nguồn ra là đến 12V và 3A, rất là lớn đối với những chiếc loa chúng ta. Và như vậy đây là tất cả những phụ kiện kèm theo chiếc loa Braven BRVHD được bán chính hãng tại Mai Nguyên với mức giá 8,5 triệu đồng. Ở đây thì mình đang có cái Braven BRVHD, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu nhanh với các bạn về cái ngoại hình của cái loa này cũng như những gì mà nó làm được. Sau đó mình sẽ mở nhạc cho các bạn nghe, rồi mình sẽ thử cái tính năng là pair hai cái loa cùng lúc với nhau để các bạn xem nghe thử chất lượng âm thanh của cái Braven HD nó như thế nào. Ở mặt trước và mặt sau chúng ta sẽ có hai cái phần màng loa được làm bằng kim loại, họ bọc ở bên ngoài. Thì ở mặt sau này chính là cái cổng thoát hơi thôi, không có loa. Ở phía đằng trước mới là cái dãy loa, ba cái loa nằm phía trước của Braven HD. Ở xung quanh của cái toàn bộ cái phần thân của Braven HD thì được bọc bằng một lớp cao su rất là dày. Ở cái góc này các bạn có thể thấy được là những cái góc họ làm rất là dày cái lớp bọc cao su ngoài để bảo vệ cho chiếc loa này, tránh cái tình trạng là bị rơi rớt hay là bị sốc. Ở bên cạnh trái chúng ta có logo của Braven. Ở bên cạnh phải thì không có logo, nhưng mà ngược lại họ có một cái nắp. Thì cái nắp này được đậy bằng một cái nắp cao su rất là dày. Đây, rất là dày và rất là dẻo. Ở bên trong chúng ta sẽ có 5 cái đèn LED báo thị cho 5 cái mức pin khác nhau, mỗi mức là 20%. Và các bạn sẽ bấm vào nút này để xem cái mức pin ở bên trong. Chúng ta còn có thêm 3 cổng kết nối ở phía bên dưới. Từ bên trái qua chúng ta sẽ có một cổng out, cái USB ra ngoài, chúng ta có thể sạc cho những thiết bị như tablet hoặc là smartphone chúng ta. Một cổng AUX jack 3.5mm. Chúng ta còn có thêm một cái cổng nguồn để chúng ta có thể sạc cho thiết bị này. Thì khi mà chúng ta sạc, chúng ta mở này lên, sau đó thì chúng ta đậy lại như thế này là nó có thể chống được những cái nước mà nó vẩy vào đây phía đằng sau. Như mình nói rồi, không có gì đặc biệt cả. Ở phía trên chúng ta sẽ có những cái phím điều khiển của cái thiết bị.
Như đây chúng ta sẽ có 5 phím tất cả. Từ bên trái ngoặt là phím nguồn, phím nhận cuộc gọi. Tại vì cái loa này nó có sẵn cái micro chống ồn cũng như là xóa đi những cái âm thanh không có tốt xung quanh để chúng ta nó có được chất lượng đàm thoại tốt nhất. Chúng ta còn có thêm phím play và 2 phím tăng giảm lượng ở phía bên phải này. Thì toàn bộ cái phần thân của BRHD được làm rất là chắc chắn và rất là nặng. Nếu các bạn cầm cái này thì chắc chắn những bạn nữ có thể sử dụng cái loa này để tập thể dục cũng khá là hay. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái việc là mình mở nhạc để các bạn tận hưởng chất lượng âm thanh của cái BRHD. Sau đó mình sẽ thử tới cái việc là hay là hai cái loa trong cái dòng loa BRV của Raven để chúng ta nghe thử chất lượng âm thanh của hai cái loa nó khác với nhau như thế nào và mình hướng dẫn các bạn cái cách để sử dụng. Bây giờ thì mình mở lên trước. Sau đó mình bấm vào cái phím pair là cái phím play như thế này. Nó sẽ tự động nó phát ra âm thanh như thế này. Đây. Đây là cái phím pip pip. Khi mà pip pip như thế này thì chúng ta có thể mở điện thoại lên và pair vào được. Giờ mình mở điện thoại của mình lên. Mình vào trong Bluetooth. Đây, vào trong Bluetooth và mình tìm cái loa này. Thì nó sẽ tìm rất là nhanh thôi, không có gì lâu cả. Thì khi mà chúng ta đã kết nối vào rồi thì ở phía trên sẽ có thêm luôn cái cột pin dành cho những cái bạn mà sử dụng iOS thì nó sẽ có cả cái lượng pin của cái BRHD ở phía trên. Bây giờ mình vào nhạc. Rồi, mình mở nhạc lên các bạn nghe. Lúc giai điệu thật là sôi động với chất lượng âm thanh cao nhất để các bạn tận hưởng chất lượng âm thanh và cái khả năng tạo ra những cái tiếng bass rất là mạnh mẽ của BRVHD. Như lúc đầu mình có giới thiệu thì chúng ta sẽ có những cái dòng loa khác nhau như là dòng loa BR Raven 805 hay là 1001 và BRHD là ba dòng loa nằm trong cái series loa mà Raven họ cho phép khả năng kết nối hai chiếc loa cùng lúc. Thì bây giờ mình sẽ biểu diễn cái cách mà hai chiếc loa này nó theo với nhau. Cho nên mình đã chuẩn bị một chiếc BRVHD mình đang có ở đây và cái BR 805 để chúng ta có thể xem. Đây, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để chúng ta pair. Rất là đơn giản. Khi mà chúng ta sử dụng hai cái loa này cùng với nhau, chúng ta để nó gần nhau như thế này, chúng ta bật lên một bên rồi bên còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái cách như thế này. Các bạn mở hai cái phần kết nối của hai cái thiết bị lên. Như ở đây chúng ta sẽ có hai cái đèn báo pin. Rồi bây giờ các bạn chọn vào đây như thế này, chúng ta sẽ nhấn hai cái nút để báo pin chịu một lúc. Thì khi mà các bạn thấy là hai chiếc loa sẽ tự động nó tìm nhau thông qua cái giao thức như thế này, là cái giao thức mà Raven họ đã trang bị sẵn cho hai cái loa này, thì tự động sẽ tìm nhau và pair với nhau. Trong quá trình đó thì chúng ta phải ngắt kết nối với điện thoại chúng ta thông qua hai chiếc loa. Một trong hai chiếc loa thì chúng ta phải ngắt kết nối, không có được sử dụng bất kỳ một kết nối nào, thì hai chiếc loa tự động sẽ tìm nhau và khi mà nó tìm xong sẽ có một cái âm thanh phát lên. Sau khi mà hai chiếc loa đã kết nối với nhau xong thì nó sẽ có một tiếng beep hiện lên. Và bây giờ mình chỉ việc mở trong một trong hai chiếc loa để cho nó có thể phát nhạc thôi. Bây giờ mình sử dụng cái loa BRHD nha. Mình mở cái Bluetooth, mình cũng pair như bình thường, vẫn giữ cái phím play để cho nó pair với thiết bị.
Em vào trong Bluetooth và tìm cái BRHD. Rồi, mình đã tìm xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với một nhịp điệu rất là sôi động để các bạn tận hưởng toàn bộ chất lượng âm thanh của hai cái loa Braven BRV HD và Braven 805. Nếu các bạn quan tâm về sản phẩm, có thể đến các cửa hàng Mai Nguyên để xem qua, hoặc lên website maiNguyen.vn để xem mức giá như những phần quà khuyến mãi kèm theo cái BRV HD và Braven 805 được bán chính hãng tại Mai Nguyên. Xin chào và hẹn các bạn lần sau. We'll be right back.